Anh chị nào đang muốn kiếm cho mình một lô đất ở mặt đường kinh doanh được mà giá tiền lại rẻ thì đây chính là lựa chọn của anh chị nhé. Mặt đường này mà có hơn 13 triệu mét thôi. Hướng này là đi vào phường Tân Hương và trạm xá, trường học cách chỉ khoảng 500 mét và chợ cóc. Và hướng bên này là đi ra quốc lộ 3 hơn 1 km thôi. Đây lô đất đây, hơn 7 mét mặt tiền. Tổng diện tích 145 mét. Lô góc luôn hai mặt tiền. Tha hồ thoáng. Anh chị em nào quan tâm lô đất này thì liên hệ với em Bính Quyên Phổ Yên. Số điện thoại của em là 0935 281 888. Em sẽ gửi sổ, gửi vị trí cho anh chị kiểm tra. Ưng đến tận nơi làm việc chính chủ, đảm bảo giá không kênh. Đất ở phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên anh chị nhé. Đấy, hai mặt tiền. Mặt tiền từ cái cây này đấy, sang hết cái lô góc này, đến chỗ góc này là 7 mét, hơn 7 mét một tí. Cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, đất phẳng view. Mặt tiền bên này cũng khá là rộng bởi vì nó là chiều sâu của đất luôn, cực kỳ thoáng. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.